một động tác báo mông. Chúng ta đổi tư thế ha. Tư thế giữ hông ở vị trí tự nhiên, hông song song với mặt sàn ha. Và chống hai tay với mặt sàn, vuông góc với cơ thể của mình và tay nâng lạnh qua. Chúng ta bắt đầu đưa lên. Một, mỗi bên 10 lần ha. Hai, ba. Khi mà các bạn làm như thế này, các bạn cảm giác được cái phần mông của các bạn rất là căng luôn, phần lưng nữa nè. Năm, sáu, bảy, tám, chín, 10. Chúng ta đổi bên cũng y như cũ ha, bên mông nè. 1 2 3 4 5 6 7. Bài tập này thì giúp cho mông của chúng ta có thể là thông hơn và chúng ta sẽ có được cái đường lưng cong ha. 10 xong. Động tác tiếp theo, chúng ta sẽ nằm ngửa trên sàn, tay giữ thẳng, lưng cũng giữ thẳng dưới sàn. Rồi chúng ta bắt đầu từ từ nâng màu mông của mình lên. Chúng ta làm 10 lần ha. 2. Khi chúng ta nâng, chúng ta đừng để cái phần lưng của mình nó hạ xuống chạm cái sàn của mình ha. Để cho thở mình như thế này thôi. Chúng ta nâng lên. 4 5 6 7 8 Hít ra nè, thở ra. 10, chúng ta giữ yên. Rồi chúng ta từ từ nhả xuống nè, thở ra. Và động tác tiếp theo cũng y như cái động tác lúc đầu, giữ y tư thế đó. Chúng ta chỉ cần đổi một chân giữ y tư thế, một chân vuông góc, một chân chúng ta để thẳng như thế này. Và bắt đầu chúng ta nâng lên. 1 3 4. Chúng ta làm mỗi bên 10 lần nha. 6 7 8 9 10. Giữ y. Giữ cho vòng 5 giây rồi chúng ta từ từ hạ xuống. Và chúng ta đổi bên, bên mo nè. Chúng ta giữ y như thế. Để chân phải vuông góc, chân trái thẳng ra. Và chúng ta bắt đầu nâng mông lên nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Chúng ta giữ y cho vòng 5 giây. Rồi chúng ta từ từ hạ xuống nè. Rồi hít thở đều. Động tác tiếp theo, chúng ta quỳ gối, tay chúng ta để rộng hơn vai, hông chúng ta giữ yên, gối chúng ta một bên gối một bên thẳng nè. Chúng ta bắt đầu đá ngược ra sau, giữ thẳng chân. Một, đá lần 10 lần ha. Hai, ba. Khi chúng ta đá, chúng ta siết vòng hông và mông của mình lại. Năm, sáu, bảy, tám, chín, 10. Giữ yên. Chúng ta đổi nè. Một, hai, ba, 4 5. Khi chúng ta đá, chúng ta hạn chế không để chân của chúng ta chạm sàn ha. 7 8 9 10. Đá xuống. Hít thở. Động tác tiếp theo, chúng ta dang hai chân rộng với vai và bước một chân lên phía trên khoảng từ 45 đến 60 độ. Và chúng ta bắt đầu nhún xuống, tay để lên vào hông nè. Và thóp bụng lại để chúng ta giữ được thăng bằng của mình. Và chúng ta để xuống. Chúng ta làm động tác này 10 lần. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Thôi chúng ta đổi bên. Chúng ta rút chân về, đưa chân trái lên và chúng ta làm như cũ ha. 10 lần. 1 2 3 4. Các bạn phải nhớ là thốt bụng lại ha. 5 6 7 8
9, 10. Chúng ta thở đều. Động tác tiếp theo chúng ta kết hợp giữa squat và đá lăn. Chúng ta squat, đá lăn một bên. Rồi chúng ta làm động tác này mỗi bên 10 lần. Bắt đầu ha. Squat 1, 2, 3, 4, 5, bỏ ra nào, 6, 7, 8, 9, 10. Chúng ta đổi bên. Squat 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn chú ý nhịp thở của mình nha. 6, 7, 8, 9, 10.